Kính thưa quý vị, cầu thủ Andre Johnson của Texans mua đồ chơi tặng cho trẻ em nghèo, tin từ Houston. Vào buổi sáng ngày hôm nay, cầu thủ Andre Johnson của đội Houston Texans đã tổ chức buổi mua sắm đồ chơi hàng năm dành cho trẻ em nghèo. Johnson đã để cho một nhóm trẻ em tha hồ mua sắm và lựa chọn đồ chơi ở Toys R Us trong vòng 80 giây. Năm nay, buổi mua sắm nói trên đã được Johnson thanh toán với tổng số tiền là 16.266 Mỹ Kim 26 cent. Sau cuộc mua sắm đồ chơi, Johnson còn đến trường tiểu học Bassian để hợp tác với chương trình Blue Santa của Sở cảnh sát Houston và tặng quà cho các học sinh tại đây.